Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 13 tháng 5, quận ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên trực thuộc Đảng bộ quận, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy. Đợt này, Quận ủy trao huy hiệu Đảng tại quận cho 28 đồng chí đảng viên, trong đó một đồng chí huy hiệu 75 năm, một đồng chí huy hiệu 70 năm, ba đồng chí huy hiệu 60 năm và 23 đồng chí huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân mẹ Vũ Thị Xuân, quê quán ở xã Hồng Thắng, huyện Tiên Lãng, đăng ký hồ sơ tại phường Trần Thành Ngọ. Mẹ đã có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Phạm Văn Khanh phát biểu chúc mừng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng cũng như sự phát triển của địa phương, đồng thời trân trọng những cống hiến hy sinh của mẹ Vũ Thị Xuân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cũng mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Các địa phương, cơ quan, đơn vị noi gương các thế hệ đi trước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cống hiến vào sự nghiệp phát triển của thành phố và quận Kiến An anh hùng.